kể cả có cấp đi chăng nữa. Đấy, nếu như mà chẳng hạn các bạn muốn vượt xe, tốt nhất là chúng ta nên sử dụng lẫy chuyển số này. Đấy, lẫy chuyển số chúng ta về các cấp số thấp hơn này, còn tầm số 4 này. Đấy, thế nhưng mà chúng ta vẫn phải tính toán những quãng thời gian nhất định để vượt chiếc xe phía bên cạnh chẳng hạn. Đấy, đấy, về số 4 thì các bạn sẽ thấy vòng tua cỡ khoảng gần 5.000 vòng thì vượt xe nó sẽ dư dả hơn. Khi đi qua những cái mố cầu hay là các bạn chạy đảo làn như thế này thì các bạn sẽ thấy được rằng là hệ thống treo nó khá là mềm thì nó có cảm giác nó khá là bay. Nói chung là cái mức độ ổn định thì hệ thống treo mềm thì nó sẽ không thể nào được bằng một cái hệ thống treo cứng thiên về gọi là chạy tốc độ cao được. Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hiện tại thì mình đang cầm lái chiếc Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 CVT Premium. Mitsubishi giờ đây thì họ không còn phân phối phiên bản 2.4 Premium đi kèm hệ dẫn động 2 cầu nữa, mà chỉ có phân phối 2 phiên bản, đó là 2.0 và 2.0 CVT Premium thôi. Chiếc xe này thì nó sở hữu cái khối động cơ 2.0 đi kèm hộp số vô cấp giả lập với 6 cấp số. Hôm nay thì mình có cơ hội để trải nghiệm chiếc xe này và chia sẻ với các bạn một vài những cái điều sau đây. Về cái khối động cơ 2.0 này thì như mình đánh giá thì nếu như mà các bạn di chuyển ở những giải vận tốc trung bình và thấp khoảng 30, 40, 50, 60 ở những cái cung đường vắng ấy, chẳng hạn như trong nội đô, thì các bạn sẽ thấy rằng là nước ga đầu tiên nó sẽ rất là thanh thoát, nhanh. Đấy, nhanh. Và nếu để so sánh với đối thủ Honda CR-V với khối động cơ 1.5 turbo cũng đi kèm hộp số vô cấp nhưng mà giả lập, thì mình thấy được rằng là cái khối động cơ 2.0 này nó phản ứng nhanh hơn, thanh thoát hơn. Đấy, thế đấy cũng là lý do tại sao mà mình thích những chiếc xe sử dụng khối động cơ hút khí tự nhiên hơn là những chiếc xe sử dụng khối động cơ tăng áp. Vô lăng của chiếc xe Mitsubishi Outlander này thì mình nghĩ rằng là nếu mà di chuyển ở trong phố xá thì nó sẽ tương đối là vừa đủ. Nó không nhẹ quá, nó cũng không nặng quá. Không nhẹ quá, không nặng quá nhá. Nếu mà các bạn lái mới hay là các chị em phụ nữ mà cầm lái, vô lăng này cũng rất là ổn, rất là ok. Cái độ phản hồi, cái độ liên lạc của nó khi mà chúng ta cầm lái mình cũng thấy được ở trên cả chiếc vô lăng này. Đấy. Có một cái điểm hay ở trên Outlander phiên bản 2.0 CVT này, đó chính là trên chiếc xe này nó có cái lẫy chuyển số sau vô lăng. Khi mà anh em muốn vượt xe thì anh em có thể là gẩy về những cấp số thấp hơn, chẳng hạn như này. Cấp số 4 này thì vòng tua máy nó đâu đó cỡ khoảng tầm 4.000 vòng. 4.000 vòng. Nhưng mà các bạn chú ý nhá. Khối động cơ 2.0 hút khí tự nhiên của Outlander này nó phải nói rằng nó rất tròn. Tròn nhá, rất tròn luôn. Tròn, ngọt, êm. Đấy, các bạn tăng ga lên một chút thôi là chúng ta chỉ nghe thấy những tiếng rên rỉ nho nhỏ thôi. Cái thứ hai là cái khả năng vận hành ở trong nội đô nó khá là mềm mại, nó mượt mà. Đấy. Hộp số vô cấp mà. Tuy nhiên thì chạy tốc độ cao mà vượt xe thì hơi nhàm chán. Nó không bứt tốc, bất chợt được, giống như những chiếc xe sử dụng hộp số có cấp. Có một cái điểm khác, đó chính là cái hệ thống treo. Hệ thống treo của Mitsubishi Outlander thì được sử dụng dạng MacPherson phía trước, dạng liên kết, dạng đa liên kết đi kèm với thanh cân bằng ở phía sau. Thế nên là khi mà di chuyển ở trong nội đô thì mình thấy được rằng là nó khá là mềm. Nó khá là mềm, thiên về đô thị nhiều hơn. Đấy, khá là mềm. Với những cái trạng thái khoảng 2 người lớn như thế này thì di chuyển ở trong phố mà gặp một số các tình huống như là đi qua những gờ giảm tốc và những cái đục cung đường xấu ấy, thì hệ thống treo nó dập tắt khá là nhanh, khá là tốt. Tuy nhiên khi mà chạy ở ngoài đường trường như ban nãy thì mình thấy được rằng là hệ thống treo này nó khá là bay. Nó khiến cho xe nó khá là bay. Cái mức độ ổn định thì không thực sự là tốt, ở mức khá thôi. Bởi vì hệ thống treo thiên về đô thị mà. Với hệ thống treo kiểu như này thì chúng ta phải chạy full tải, ít nhất khoảng 3-4 người lớn ở trên xe thì chia đều các vị trí thì xe nó đầm hơn, từ đó thì xe nó sẽ ổn định hơn. Nói chung là đánh đổi thôi, nếu mà hệ thống treo cứng quá thì đi trong phố với 1-2 người thì lại quá sốc. Cái tầm nhìn quan sát thì các bạn có thể thấy là những mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản phải nói rằng là tối ưu cái khả năng tối ưu cái không gian thứ nhất là rất là tốt. Cái thứ hai là về góc độ gọi là đem tới cái sự bao quát cũng như là những cái chi tiết vật liệu đều được thiết kế nó khá là gọn gàng. Ngay trên chiếc Outlander này các bạn có thể thấy đây, mặt tắp lô ở đây thì được thiết kế nó khá là bằng phẳng này, có nhô lên một chút nhưng mà không đáng kể. Đấy, không đáng kể. Cho nên là ngồi ở đây thì các bạn sẽ có một cái tầm nhìn quan sát rất là tốt. Các bạn có thể quan sát được toàn bộ phần đầu xe này, hai bên tai xe này, bởi vì cột chữ A thiết kế nó khá là vừa phải, không quá to như một số các dòng xe châu Âu, dòng xe Mỹ. Quan sát rất là dễ nhá. Và cái không gian ở đây thì mình ngồi cảm thấy rất là thoải mái. Phía bên trên chân này thì nó không bị chạm này, mặc dù mình là một người có chiều cao cỡ 1m75, chân khá là dài. Rồi ngồi ở đây thì các bạn có bệ tỉ tay hai bên này, ngồi khá là thoải mái. Với những chuyến đi xa thì mình nghĩ rằng là ngồi trên chiếc xe Outlander này với người lái thì sẽ không mệt đâu nhá. Khả năng cách âm chống ồn thì mình nghĩ rằng với một chiếc xe crossover sử dụng cái nền tảng khung gầm UD body thì nói chung ra mà nói nó cũng chỉ ở mức gọi là trung bình khá thôi, chứ không thể nào hoàn toàn tốt được. Nhưng nếu để so sánh với các đối thủ ở trong phân khúc, nói ngay như là so sánh với Honda CR-V, thì mình thấy được rằng là Mitsubishi Outlander có khả năng cách âm chống ồn tốt hơn một chút. Cái độ chắc chắn, cái độ hoàn thiện của chiếc xe này mình nghĩ rằng nó cũng tốt hơn đấy. Chạy tốc độ thấp thì gần như là không nghe thấy tiếng ồn mấy. Còn nếu mà chạy tốc độ cao ở ngoài đường trường như này thì mẫu xe nào sử dụng nền tảng khung gầm nền khối cũng không thể tránh được, trừ những dòng xe hạng sang đắt tiền, khả năng cách âm chống ồn được tối ưu. Đấy, các bạn có thể thấy nhá. Nhưng mà có một cái điểm nhá, đây, khi mà các bạn tăng ga đột ngột như thế này thì các bạn sẽ thấy được rằng khối động cơ 2.0 hút khí tự nhiên nó có cái tiếng ồn nó khá là tròn và ngọt. Nó không bị gắt, nó không ngắt quá, nó không kiểu gầm gào, nó khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Mặc dù chúng ta nghe thấy rõ ràng ở phía bên trong nắp cabo những cái tiếng ồn nó dội vào bên trong khoang cabin xe, nhưng mà nó không gây ra cái cảm giác cho chúng ta khó chịu. Đặc biệt là khi mà các bạn vừa nghe nhạc, vừa nghe radio, chúng ta vừa lái xe thì các bạn sẽ không cảm thấy khó chịu chút nào đâu. Đấy. Ở những giải vận tốc khoảng 80 cây số như này mà các bạn bất chợt đạp sâu chân như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là vòng tua nó sẽ đẩy lên cỡ khoảng tầm 5.000 vòng trên phút thì xe mới có được những cái độ phản hồi. Bởi vì trên thực tế thì cái khối động cơ 2.0 hút khí tự nhiên này nó đi kèm với cụm một số vô cấp giả lập. Vô cấp, đã gọi là vô cấp thì chắc chắn là nó sẽ chỉ đem tới cho chúng ta những cái trải nghiệm êm ái mượt thôi. Còn về khả năng bứt tốc bất chợt thì vẫn phải sử dụng cụm hộp số có cấp nha các bạn nhé. Đấy, kể cả có cấp thì chăng nữa. Đấy, nếu như mà chẳng hạn các bạn muốn vượt xe, tốt nhất là chúng ta nên sử dụng lẫy chuyển số này. Đấy, lẫy chuyển số chúng ta về các cấp số thấp hơn này, còn tầm số 4 này. Đấy, thế nhưng mà chúng ta vẫn phải tính toán những quãng thời gian nhất định để vượt chiếc xe về bên cạnh chẳng hạn. Đấy, đấy, về số 4 thì các bạn sẽ thấy vòng tua cỡ khoảng gần 5.000 vòng thì vượt xe nó sẽ dư dả hơn. Đấy, nói chung là cứ vượt xe thì nên là sử dụng số tay, sử dụng lẫy chuyển số. Hệ thống treo đến thời điểm này thì mình thấy được rằng là nó khá là bay. Khi đi qua những cây mố cầu hay là các bạn chạy đảo làn như thế này thì các bạn sẽ thấy được rằng là hệ thống treo nó khá là mềm thì nó có cảm giác nó khá là bay. Nói chung là cái mức độ ổn định thì hệ thống treo mềm thì nó sẽ không thể nào được bằng một cái hệ thống treo cứng thiên về gọi là chạy tốc độ cao được. Rồi tiếp theo cái vô lăng thì mình cho rằng vô lăng của chiếc xe Mitsubishi Outlander đến thời điểm này nó cũng đã có độ siết, độ căng tay rồi. Cái độ phản hồi với mặt đường thì mình đánh giá tốt. Khi mà chạy tốc độ cao như này, các bạn sẽ cảm nhận được những cái gợn, những cái sóng gợn ở phía bên trên mặt đường. Khi mà đi qua những cái vật thể ở phía bên trên mặt đường này, tất nhiên là ví dụ chẳng hạn đi qua những hòn đá viên sỏi hay là những cái hòn đá viên sỏi, những cái vật thể nhỏ thì có lẽ là cũng không cảm nhận được đâu. Nhưng mà đi qua những cái gờ giảm tốc hay là những cái chỗ đoạn đường nó xấu ấy thì các bạn sẽ thấy được, nó sẽ thể hiện ngay ở phía bên trên phần vô lăng này. Nhìn chung Outlander là một trong những cái mẫu xe crossover 5+2 ở trong phân khúc này mình thấy vừa tầm tiền và vừa có một cái khả năng vận hành khá là ổn. Về mức độ hoàn thiện thì chắc chắn, xe khá là chắc chắn. Chỉ có điều là những cái trang bị option ở đây nó không thực sự đẹp thôi, thiết kế nó không thực sự là bắt mắt thôi, như các mẫu xe Hàn, đúng không ạ? Còn về vận hành thì thực sự là rất là êm ái, mượt mà. Nói chung là dành cho những người trung tuổi thì hợp lý hơn. Còn với anh em thanh niên như mình thì có lẽ là chưa đủ. Anh em thanh niên như mình là nhiều khi chạy hơi phá phách. Đấy, tăng tốc đột ngột thì các bạn sẽ thấy là nó rất là từ từ, bình tĩnh, không có vội vàng gì cả. Đấy là cái nhược điểm của cụm hộp số vô cấp, kể cả có giả lập đi chăng nữa. Thế nên là vượt xe như này thì các bạn phải về các cấp số thấp hơn bằng cách là sử dụng lẫy chuyển số, cài với các số thấp nhá. Đấy, các bạn sẽ thấy là vòng tua nó đẩy lên khá là cao. Đấy, tuy nhiên thì các bạn nghe thấy là tiếng động cơ nó rất là tròn nhá. Êm không? Đấy, tròn không? Đấy, rất là tròn, êm. Mình thích những chiếc xe sử dụng khối động cơ hút khí tự nhiên hơn là những chiếc xe sử dụng turbo tăng áp. Nếu mà turbo tăng áp là phải là động cơ phải thực sự to, cỡ khoảng tầm 2 chấm đổ đi. Tăng áp thì nó mới gọi là ổn. Giống như lắc, giống như VinFast lắc ấy, vừa là phải động cơ ấy, động cơ vừa phải tăng áp, và hệ thống điện tử như là ECU phải can thiệp vào nữa, thì nó mới có những cái trải nghiệm gọi là mang tính chất hiệu năng cao, thể thao được. Còn tăng áp mà không can thiệp bằng ECU nữa thì nó cũng bình thường thôi. Đấy các bạn nhé, các bạn để ý đấy. Ví dụ chúng ta về số 6 rồi đúng không? Đấy. Tăng tốc, muốn tăng tốc bất chợt đấy, các bạn sẽ thấy rằng là nó không phản hồi cho chúng ta lại ngay đâu. Thế thôi, xe gia đình mà.